Xin chào quý vị các bạn. Trên hình các bạn có thể thấy đây là phần khay chứa SIM. Thẻ nhớ trên điện thoại về Smart Joy 1 Plus hàn chết trên bo mạch chủ của máy như này. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan phần khay SIM của điện thoại về Smart Joy 1 Plus không nhận SIM, chập chờn hoặc lúc không, cầm địa chỉ thay mới khay SIM cho điện thoại về Smart Joy 1 Plus. Quý vị các bạn vui lòng mang máy qua các địa chỉ của Di Động Cao Cấp.vn hoặc đến trực tiếp Di Động Cao Cấp.vn, chúng tôi tiến hành thay mới, khắc phục nhanh các lỗi sự cố với các bạn. Thông thường có chạm dần nó hỏng khi chúng ta dùng sai SIM, chúng ta kéo ra kéo vào làm gãy chân SIM, làm cho máy không nhận SIM. Từ đó quý vị các bạn dẫn hiện tượng lỗi khay SIM trên điện thoại về Smart Joy 1 Plus. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn về dịch vụ thay mới khay SIM, sửa lỗi không nhận SIM trên điện thoại về Smart Joy 1 Plus, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024 66 750 99. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video tại Di Động Cao Cấp.vn, để chỉ cung cấp link phụ kiện của điện thoại về Smart Joy 1 Plus hàng đầu Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị các bạn.